Hello, xin chào tất cả mọi người. Clip hôm nay mọi người cùng với mình đi khám phá bãi biển Hải Thịnh xem có nét đẹp gì nhé. Quý khách chỉ cần đặt chân xuống đây là quý khách có thể cảm nhận được sự tươi mát của biển cả đang hòa quyện vào trong mỗi người. Thịnh Long là một bãi biển sạch, trải dài hơn 3 km với dải cát mịn, không bị bùn nhún, an toàn tuyệt đối, êm đềm và thơ mộng, nằm thuộc thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thịnh Long vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ hơn hẳn so với các bãi biển Sầm Sơn, Cửa Nò, vì không có cái nóng oi nồng của gió Lào. Do thiên nhiên ưu đãi nên thức ăn ở đây luôn tươi ngon, giá cả rẻ, phải chăng? Đặc biệt, nước biển có độ mặn cao, có khả năng chữa bệnh thấp khớp, bệnh ngoài da, cộng thêm sóng lớn đã hấp dẫn nhiều du khách trong mùa hè oi bức. Du khách đến với biển Thịnh Long là đến với vẻ đẹp nguyên sơ, hoang tàn. Môi trường chưa bị ô nhiễm, những hàng phi lao trên bờ biển xanh, xa ngất tầm, tô điểm cho biển Thịnh Long một vẻ đẹp thuần khiết, khoáng đạt. Các loại đặc sản biển ở đây rất là nhiều, ngon và bổ lẻ. Được thiên nhiên ưu đãi, vùng biển này luôn đầy ắp cá tôm, các loại hải sản, nên giá cả rẻ so với nhiều các bãi biển khác ở cùng khu vực. Biển Thịnh Long tạo cho con người cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Kể cả bạn không biết bơi, khi tắm biển ở đây cũng không nhất thiết là phải dùng đến phao. Chỉ cần nắm tay người bạn đồng hành của mình, nhảy qua những con sóng vỗ nhẹ nhàng từng đợt, liên tiếp sẽ thật an toàn và thích thú. Nếu bạn là những người ưa thích sự khám phá, bạn có thể cùng với những người đồng hành của mình thuê một chiếc cano đi vòng quanh bãi biển. Du khách sẽ còn được tận mắt chứng kiến những khung cảnh sinh hoạt của ngư dân, xem cách họ khéo léo móc những tấm lưới lớn, lội xem họ quăng lưới đánh cá. Và du khách sẽ có dịp được thưởng thức những món ăn hải sản mang đậm nét dân quê. Những món ăn ở đây đều được nấu nướng rất ngon và khéo, với giá cả bình dân nhất. Cảm giác từng bước chân đặt trên những nền đá này đi rất là mát và vững chắc.
những phiến đá rất là to được sạch sẽ. Đây là những bức tranh ở bên cạnh bãi biển, bức tranh nhìn rất là baby và hồn nhiên, nhìn rất là dân chơi luôn. Đấy, mọi người thấy không, dáng vẻ của hai đứa em nhỏ với lại một phụ nữ đang đi du lịch. Tuy còn đây là bức tượng gọi là đang dùng nước để tắm ở bên cạnh bờ biển này. Tuy bây giờ không được đông khách và thịnh hành như ngày trước, bãi biển hoang sơ nay đã không còn được hưng thịnh như cái thời mới mở, vì lý do thời tiết tàn phá quá nhiều nên nơi đây đã không thể làm ăn và cũng không thể phát triển mạnh được. Đây, mọi người cùng với mình đi trên đường tham quan các nhà hàng xem phát triển như thế nào. Thì bây giờ cũng chưa phải là dịp du lịch nên là khách đến đây cũng không được đông, bởi vì đây là đợt đầu năm mình đi mình quay nên là khung cảnh còn khá là ảm đạm, chưa có nhiều du khách về đây tham quan. Có dịp mùa hè mình sẽ ra đây mình quay cho các bạn xem chi tiết hơn, xem lượng khách đổ dồn về những cái dịp mùa hè như thế nào. Mình nghĩ chắc chắn là sẽ nhiều hơn rất là nhiều, bởi vì mùa hè mọi người đi tắm biển rất là nhiều và mọi người cùng cảm thấy cái biển mang đến cho mình những cái lợi ích như thế nào khi mùa hè mình ra đây mình tắm biển. Các nhà hàng đã không còn được nhiều như ngày trước, bởi vì một số nhà hàng đã tạm ngừng kinh doanh và không kinh doanh được, bởi vì ngoài này làm ăn không được nhiều do thiên nhiên tàn phá nên mọi người cũng đã dỡ bỏ những cái hàng quán, mọi người chuyển dần vào trong để cuộc sống mưu sinh. Chỉ còn lại một số các quán trụ lại được. Đây, như mọi người thấy đây, những cái quán này đều đóng cửa hết và không phục vụ. Còn lại những cái quán khác thì chỉ có lác đác một vài khách và nhân viên mình thấy rất là ít, chủ yếu là những người làm nhà hàng này người ta phục vụ luôn. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên đường này, cát dưới biển có thể đánh mang lên biển, mang lên trên đường này rất là nhiều cát, cho thấy cuộc sống ở nơi đây cũng không phải là sung túc gì. Cũng chỉ vì thiên nhiên tàn phá nhiều quá mà ngư dân ở nơi đây cũng rất là khổ, không thể phát triển làm ăn tiến tới lên được. Càng ngày nước biển càng dâng cao nên là thủy triều ở bên sát biển Hải Thịnh này cũng chịu ảnh hưởng không phải là nhỏ.